Cho anh em đam mê mấy cây nha. Đây là cận cảnh chiếc David 885 xe nhà. Xe bãi, chưa máy, chưa bung, máy đời cao luôn nha. Xe đi làm đây là có mui, có thùng đường nghề đầy đủ. Vỏ India, Ấn Độ 12 lớp 4 luôn nha anh. Vỏ riêng nó mua về được mấy tháng mục bố nên nổ rồi. Nên em thay vỏ mới luôn. Đây là cận cảnh cái mọt của em nè. Mọt cái xi 2 lớp 4 luôn. Bên trong có nẹp luôn. Mọi người chở hàng nặng không phải sợ suy nghĩ, ben cũng không sợ, cong luôn. Nhíp thì em đi ha, có nhíp phụ luôn. Vỏ thì sau cũng vỏ đắp nên là đi nó mòn rồi, em thay vỏ mới luôn. Vỏ đây là C. Yolo không sợ bẻ gai nha. Cầu riêng T130, xe em đang đi làm. Có thắng hơi luôn, đầy đủ kèn hơi luôn. Mọt thì dài 3m2, rộng 1m9. Anh em nào thích David thì nên là em xuống Bình Phước, Hước Minh hoặc qua số điện thoại. Số điện thoại em để ở trên nha.